Hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh xe lướt Sài Gòn. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Hôm nay em lại giới thiệu với anh chị một em xe rất là cộp nha anh chị nha. Và em này là Innova V anh chị. Innova V là bản full nhất của em nó vào đời 2008 nha anh chị nha. Đi 197.000 cây, xe rất là đẹp. Đó, nói chung thì chất xe á, 2008 này là khá là sâu anh chị. Nhưng mà xe thì em vẫn cam kết với mình qua bản là keo chỉ nguyên zin nha. Máy móc không năm đụng, không ngập nước luôn. Đó, và xe này là được một anh khách hàng thân thương của em Tâm để lại nha, là một cái xe gọi là chân quý của ảnh luôn đó. Rồi em Tâm mời anh chị cùng theo chân em Tâm để khám phá cái chiếc xe 2008 nha, Innova V. Em này là minh chứng cho giá trị cốt lõi của nhà Toyota nè anh chị, 197.000 mà máy móc em ru à. Rồi đầu tiên mình nhìn nè, phần mặt ba răng của em nó nè, đó khá là bóng luôn anh chị. Cái phần chó đèn nè, đó chưa có chạy xước gì luôn nha. Thì theo năm tháng thì cái phần chó đèn này nó cũng phải ngả màu chút xíu anh chị, nhưng mà không sao, xe 2008 mà mâm em nói là hợp kim nha anh chị nha, hợp kim nhôm quay đi. Và điểm đặc biệt á là được anh chủ anh nói là cái bộ phim cách nhiệt 3M này ảnh mới dán rất là xịn nha anh chị, dán khoảng gần 20 mấy triệu á, crystal light đó, rất là mát. Rồi đó, có cái vân gỗ đặc trưng nè, phần tắp bi cửa nè anh chị, ghế da nè đó. Rồi cái phần mà coi những cái phần nhựa trong xe nè, nói chung là xe này anh chủ anh chạy anh giữ kỹ lắm chị, gần 200.000 cây. Đó, xe thì bảo dưỡng đầy đủ, rất là đẹp anh chị nha. Đầu DVD, camera lùi. Đó, để chút xíu nữa em qua ghế tài em quay cái ô đô cho mình xem. Tầm khoảng hiện tại em Tâm đang bán em này chỉ có 295 triệu anh chị. Tầm khoảng 3 đồng, 3 đồng anh chị sở hữu ngay một em gọi là số tự động nè. Rồi 8 chỗ, rộng rãi, có lót sàn simili. Đó, chất xe thì em đảm bên em Tâm sẽ đảm bảo với mình nha, cam kết bằng văn bản không tai nạn, không ngập nước, hiếm có khó tìm. Giờ này em về mấy cái xe cộp cộp nha không anh chị, và em Tâm rất là hứng thú về những em này nha. Thì những em này á, nếu mà xe đời sâu quá sẽ rất là khó mua anh chị đó, nhưng mà thường là tụi em sẽ mua những cái xe mà cộp như vậy nè, chủ chạy giữ rất kỹ nè, ốc cốp là chưa có dấu hiệu hạ luôn nè anh chị, sụng chỉ là không mất khúc nào nha. Anh chị mà lên coi xe này mà có bị lỗi ở điểm nhỏ nào thì bên Tâm tặng xe luôn. Odo là 197.000 anh chị. Chất vô lăng thẳng tay nè. Thì mấy cái xe đời sau này đó thì em Tâm sẽ đi sâu về cái chất xe nha anh chị nha, để qua clip mình có thể xem được cái chất xe của nó cọp như thế nào. Đó, thì bên Tâm đầu vào cũng rất là khó anh chị. Đó, dán phim cách nhiệt 3M crystal light 20 mấy triệu, đậu ngoài nắng là bước vô trong xe là rất là mát, kèm theo cái máy lạnh của những em Toyota, lạnh nhanh và lạnh sâu nữa anh chị. Đây bộ máy 200.000 anh chị, đó em đề máy lên nữa em ru à. Xe này anh chị mua về là chỉ có thay nhớt mà chạy thôi, chủ nó làm hết từ A đến Z rồi. Về mà dù mình dọn đem sơ sơ theo ý mình là mình chạy, còn không giữ luôn cũng được. Dạ rồi, Innova V anh chị, đời 2008 nha, đi 197.000 biển Sài Gòn, màu vàng. Hiện tại năm em này là 295 triệu, em vẫn có năng lượng nhưng mình thiện chí lắm, anh em coi xe luôn. Anh chị quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên, em Tâm mới gửi ảnh chi tiết với tờ xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.